À, bạn nào mà không để mình lưu cái thông tin này học cải thiện hay học là gì đó rồi ghi thông tin vào trong học chat à, chúng ta học bốn bài đánh giá nhiễm khuẩn, đánh giá do nấm, vẩy nến và viêm da cơ địa. Nếu đúng với thời lượng bốn bài này thì chúng ta phải học 6 tiết, chiều hôm nay chúng ta chỉ có 4 tiết thôi. Như vậy là chung quy là mỗi bài chỉ còn một tiết nên nó sẽ có cái hạn chế chắc chắn. Hạn chế nên là mình sẽ phân bổ làm sao để nó hợp lý nhất. Thứ nhất là các bài đánh giá viêm da cơ địa, vẩy nến, nấm, nhiễm khuẩn thì những bài này đều có cái chương trình học lâm sàng nữa, nên nếu như những cái vấn đề nào trong một thời lượng một tiết lý thuyết chúng ta trao đổi nhưng mà nó chưa đề cập giải quyết được vấn đề của các bạn thắc mắc thì chúng ta sẽ tiếp tục được giải đáp trong phần lâm sàng. Trong bốn bài này thì chỉ có cái bài đánh giá do nấm là mình sẽ phụ trách trực tiếp các bạn trong phần lâm sàng luôn, còn ba bài còn lại thì cán bộ giảng khác sẽ phụ trách. Nó đó là để tiết kiệm thời gian và chúng ta ai cũng sẽ được giải đáp thắc mắc, thì mình đã gửi câu hỏi để hướng dẫn chuẩn bị học bài trước hết rồi. Các bạn chỉ cần trả lời đầy đủ hết câu hỏi đó thì các bạn đã nắm bài khá tốt, và chỉ cần các bạn học thuộc lòng những cái đáp án trả lời của những câu hỏi đó thì coi như là các bạn đã nắm ra bài rồi đó. Nên nếu như những câu hỏi nào các bạn đã cố gắng tìm hiểu nhưng mà vẫn chưa tìm ra được cái lời giải thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi buổi hôm nay. Chứ còn về chiều mà giảng đơn thuần một chiều, nhất là rất là buồn ngủ, thứ hai nữa là chi cũng không có thời lượng để giảng hiểu được đâu. Rồi, rồi chúng ta sẽ đi bài đánh giá nhiễm khuẩn hay do nấm này. Rồi đánh giá nhiễm khuẩn trước ấy, mình nói về thời lượng đến hết. À, giữa mỗi bài mình sẽ cho các bạn nghỉ giải lao 5 phút, 5 phút thôi. Nên nếu như các bạn có việc gì cần làm thì nè tới gom tới 5 phút đó rồi làm đi. Bây giờ là hôm nay mình xin lỗi là vào hơi muộn một tí. Bây giờ như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc vào khoảng 5 giờ 25 á. 5 giờ 25, 5 giờ rưỡi là mình khởi còn một lớp online khác nữa hết. Nó đó là có hôm là cũng có lớp mình học đến tầng 6 giờ kém. Nhưng mà do đó là chúng ta tạm thời chúng ta học từ 6 giờ kém đó. À, thì giờ chưa được quay kém. Thôi, mình bắt đầu bằng bài khác trước vì bài đó 2 tiết mà như vậy thì nó sẽ không kịp. Như vậy mình học bài 1 tiết trước đi. Rồi, bài viêm da cơ địa trước này. Viêm da cơ địa là 1 tiết này. Như vậy là tới 2 giờ 25 là chúng ta sẽ nghỉ giải lao 5 phút. Tới 2 giờ rưỡi là chúng ta sẽ bắt đầu bài thứ hai. Rồi 3 giờ 25 chúng ta nghỉ. Tới 3 giờ rưỡi bắt đầu tiếp bài thứ ba. Và như vậy 5 giờ 25 là chúng ta sẽ kết thúc. Rồi, bài viêm da cơ địa trước. Mình đã gửi câu hỏi ôn tập nữa nhé. Trong những câu hỏi đó sẽ thấy có những câu rất dễ thuần ở trong giáo trình á, mà có những câu là vận dụng tư duy nhiều hơn một tí để chỉ giúp cho các bạn hiểu rõ cái mục đích của cái bài học nha, và tiếp cận cái lâm sàng dễ hơn. Thì là nhiệm vụ của các bạn sẽ phải trả lời chứ không phải là cố trả lời nhé. Nếu như các bạn cố gắng trả lời rồi còn cái gì các bạn thắc mắc và giải thích hay là diễn giải hay là giải đáp thì các bạn gõ vào trong ô hộp hộp trả đó. Rồi chúng ta bắt đầu bài đầu tiên, viêm da cơ địa. Nên để cho các bạn 2 phút ha. Những câu hỏi nào mà trong thời lượng chúng ta không trả lời được thì các bạn có thể tiếp tục tìm hiểu, mà nếu vẫn không giải đáp được thì tiếp tục được giải đáp trong phần lâm sàng ấy. Nó đó là mình sẽ đọc lướt tất cả các cái câu hỏi mà các bạn gọi lên,
những câu hỏi nào mà mình thấy cần trả lời, thì đó là thắc mắc chung của nhiều người thì mình sẽ trả lời. Thế nhưng khi các bạn đem đi gọi hết tất cả những câu mình hỏi vào trong này thì chắc chắn là thời lượng với 40 phút, 45 phút của chúng ta trả lời không hết được đâu nhé. Rồi, đó, bắt đầu câu đầu tiên này. Yếu tố đóng vai trò bình sinh trong viêm da cơ địa. Rồi, bạn nào trả lời được câu này nè? Rồi, mình hỏi lại. Bạn nào cũng có thắc mắc giống như bạn gõ câu hỏi này, yếu tố đóng vai trò bình sinh của viêm da cơ địa nha, thì cho mình một chấm. Nhiều. Ok, câu này xứng đáng để được trả lời đúng không? Lý do mình đặt câu hỏi này á, mặc dù mình biết rõ ràng là có dao trống dược trinh á, có nguyên đồ ăn luôn, nhưng mà chứ bản thân mình đây này, đọc mình sẽ thấy ra chứ khá là rối rắm và khó hiểu. Đọc xong rồi thì cả bạn vẫn đọc được chứ, tiếng Việt mà. Bạn ấn tắt mic hết. Đoàn Nguyễn Hoàng ấn à, tắt mic thôi. Thế á, là đọc thì tiếng Việt thì vẫn đọc được chứ, nhưng mà đọc xong rồi để hiểu được cái bản chất dẫn tới cái bệnh á thì các bạn lại không còn nắm rõ. Vấn đề thứ hai nữa là đặc trưng của bệnh viêm da cơ địa là liên quan tới cái yếu tố đặc trưng của viêm da cơ địa á. Bệnh á là chứ tại tới tại lui rất nhiều lần, nên bệnh nhân này thường sẽ đi khám rất nhiều nơi. Vậy thì chưa làm sao để cho bệnh nhân dừng tới ở mình là bác sĩ cuối cùng, mà không còn đi lung ta lung tung đi giống như kiểm tra bác sĩ nữa rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân hiểu rõ về đặc điểm của cái cơ chế bình sinh, giúp cho bệnh nhân hiểu được cái đặc chất bệnh của mình, thì họ sẽ hợp tác trong cái việc chứ, điều trị và chấp nhận cái tình trạng chứ, tại đi tại lại đó một cách dễ chịu nhất. Nha chứ các bạn sẽ thấy trong cái yếu tố bình sinh là gạch có một hàng, gạch một, gạch đầu dòng, hai gạch đầu dòng, ba gạch đầu dòng. Mình tóm tắt là như sau này, các bạn dễ hình dung này. Viêm da cơ địa là một bệnh có cái sự tương tác giữa chứ yếu tố bên trong là yếu tố di truyền gen và yếu tố bên ngoài là yếu tố môi trường. Do đó là chứ các bạn sẽ thấy có hai cái cùng cơ chế nó tác động lẫn nhau để ra được cái viêm da cơ địa. Yếu tố bên trong thì nó sẽ gồm gì? Gen thì nó sẽ tác động như thế nào đến cái hàng rào da, tạo nên cái bất thường từ bên trong. Gen nó sẽ tác động đến da qua hai con đường. Một, đó là nó làm cho cái hàng rào bảo vệ của da nó bị khiếm khuyết. Khiếm khuyết ở đây mình sẽ đi giải thích từng cái biểu hiện một. Cái thứ hai, nó làm cho cái đáp ứng miễn dịch ở da nó chứ nó mất điều hòa. Và đây là hai cái yếu tố mà do di truyền, do gen nó tạo ra sẵn. Cái yếu tố bên ngoài là yếu tố môi trường, thì nó sẽ thông qua hai yếu tố. Một, đó là các cái dị ứng, dị nguyên hay là chất kích ứng từ môi trường. Cái này thì ai cũng sẽ tiếp xúc hết á, mọi người. Và cái yếu tố bên ngoài tiếp theo đó là cái thảm vi sinh vật có trên da. Thảm vi sinh vật có trên da là một cái hệ khuẩn chỉ bình thường mà ai cũng sẽ có. Nhưng mà đối với khuẩn chỉ này nó có cái thành phần thay đổi và làm cho chứ những cái tác nhân mà vốn không gây bệnh thì nó vẫn có thể trở thành cái yếu tố nhạy cảm đối với những người viêm da cơ địa này. Đây là tương tác của yếu tố bên ngoài. Mình cho các bạn xem cái hình ảnh với nó dễ để mà tưởng tượng hơn. Đây thì yếu tố bên trong và ảnh hưởng đến hàng rào da như thế nào này, nó tác động đến nhiều phương diện lắm, nhưng mà các bạn sẽ thấy nào là cơ chế thông qua đột biến gen filaggrin, nào là chứ mất điều hòa của men protease. Đây các bạn bắt đầu thấy được cái hình ảnh sáng rồi. Ok, kéo xuống đây nha. Đây các bạn thấy này, yếu tố bên trong này, yếu tố bên trong này nó sẽ bắt đầu gây khiếm khuyết cái chức năng hàng rào chứ thường bị do này, nào là giảm filaggrin, nào là tăng protease, nào là bất thường chỉ cấu trúc lipid của lớp thường bị để phân ra thành ra chế miễn dịch. Đặc hiệu mà trong đó các bạn thấy trong sách có ghi là trong phát cấp thì nó sẽ liên quan tới TH2, trong pha màng tĩnh thì nó liên quan tới TH1, TH17. Đây này, và bạn tắt là theo con đường này nha. Như vậy đây là cái yếu tố bên trong. Cái yếu tố bên ngoài bên nữa bên này. Đây nha, vi sinh vật trên da, trong đó thì cái tụ cầu vàng gia tăng cái mật độ. Tất cả yếu tố dị ứng, chất kích ứng thì cái này sẽ là yếu tố bên ngoài. Và vậy thì chứ nếu như mà một cá thể nó sẽ phải tương tác giữa hai yếu, như mà chứ
không có hai cái này thì cái nền của yếu tố bên trong nó đã luôn luôn có sẵn rồi. Đó, điều này giải thích cho việc là chi phí gia cư điện như trực để chi để tái phát đó. Đó. À, thì chưa bây giờ quá đến cái giải thích cho cái hàng rào giá nó bị khiếm khuyết như thế nào này. Mình xem đây này. Này, cái hình ảnh này nó khá là đơn giản, chứ còn rất nhiều hình ảnh giải thích nó phức tạp cho mình lấy hình ảnh này đơn giản nhé. Nhưng mà viêm da cơ địa nên được cấu trúc bình thường của nó được cấu tạo bởi lớp gạch và lớp vữa, giống như bức tường á. Gạch chính là tiết tế bào, vữa chính là cái lớp lipid ở giang bào mà do tế bào này nó tiết ra. Như vậy thì nếu như một cái hàng rào mà chỉ gồm những viên gạch trong với nhau, vậy thì nếu như có cái lớp lipid lớp vữa này nó gắn kết thì cái hàng rào bức tường này nó sẽ rất là chắc chắn, nó sẽ đảm bảo được cái chức năng là chi nước ở bên trong cơ thể không bị mất ra bên ngoài. Và thứ hai là chất chi chất dị ứng kích ứng. Vậy thì một cái giá viêm da cơ địa, các bạn nghe filaggrin, vậy filaggrin là cái gì? Filaggrin là một cái phân tử protein kết dính, nó có cái gen tạo nên cái gen để mã hóa cho cái protein này. Thì cái gen này nó bị đúng hoàn thành thì cái chức năng của nó là kết dính cả cái phân tử liên kết ngoài bào này đó, nhờ dẫn tới ra chi không kết dính thì nó vẫn còn gạch mà. Nhưng nó không còn là vừa nguyên vẹn như bằng một cái da bình thường. Vậy là khoảng hở giữa cả cái tế bào bên trong cơ thể nó sẽ theo cái khoảng hở này nó sẽ đi mất ra ngoài. Vì tiến trình của lớp thường bi theo thẩm thấu mà nó sẽ bị mất. Và do đó cái biểu hiện của viêm da cơ địa mà chúng ta sẽ thấy rất đặc trưng đó là da của người viêm da cơ địa thì da nó khô, thì nó bị mất nước, nó không có lớp lipid để gắn tên với nhau nên cả cái tấm xương ở bên ngoài cùng nó sẽ dễ dàng sụi lên và tróc ra, nên nó tạo ra hình ảnh là chiếc da tróc bậy, da khô. Rồi thứ hai nữa đó là các bạn có thể cơ chế là protease nó tăng hơn so với là chiếc đây hơn so với cái sự chiếc ức chế cái quá trình ly giải protein làm cho chiếc này là da tăng cái khoảng hở này nó rồi lại theo với những cái rối loạn này thì nó là những rối loạn từ bên trong chính là cái biểu hiện mà có sẵn trên nền của người viêm da cơ địa. Có trường hợp nào mà các bạn đã thấy bệnh viêm da cơ địa mà điều trị mà tận gốc bệnh viện được không? Bệnh viện tận gốc được không? Bệnh viện tận gốc thì làm đâu là bệnh viện tận gốc được? Không thể, đâu có thấy được rén đâu mà bệnh viện mà tận gốc. Do đó là chứ cái việc người ta dùng những cái từ ngữ quảng cáo ở đây trong một tầm biển ở đây nhận điều trị viêm da cơ địa tận gốc triệt để, điều đó là không xảy ra đâu. Bởi vì những cái yếu tố bên trong là cái yếu tố mà chúng ta không thể nào chứ tiêu diệt được, lý đó là chúng ta bị cắt duy trì chứ nó không triệt được tận gốc của cái yếu tố này. Còn cái yếu tố môi trường thì mọi thứ tiếp xúc ở ngoài môi trường có thể trở nên là chất dị ứng và kích ứng đối với những cái làn da nhạy cảm như thế này mà chúng ta đang tồn tại. Vậy thì đó để các bạn nắm được cái cơ chế bệnh sinh của bệnh và giải thích cho bệnh nhân hiểu rằng nhờ việc chúng ta đang điều trị bệnh ở đây đó là chỉ cắt cái đợt cấp của bệnh đi đó. Và chỉ hạn chế cái tình trạng tái phát bệnh chứ không phải là chúng ta đang điều trị tận gốc bệnh điểm nha. Bạn nào còn thắc mắc thì cho mình số 1 đi, nếu còn chưa hiểu thì cho mình số 1. Cái lúc này trong bài các bạn sẽ thấy có liên quan tới IgE chẳng hạn nhé. Thì IgE đó là là một cái phản ứng miễn dịch khi mà có chất dị ứng xâm nhập thôi. Rồi ok, nếu bạn không thắc mắc nữa thì mình sẽ qua cái câu mà mình nghĩ là các bạn nên nhập đó. Có bạn nào hỏi cái câu này không? Có bạn hỏi đây, đặc trưng của bệnh viêm da cơ địa, các bạn hiểu cái đặc trưng là cái gì không ạ? Các bạn phải hiểu rõ câu hỏi đi, sẽ có nhiều cái bệnh lý mình hỏi cái câu như thế này này. Nhiều lúc trong bài nó không ghi cho các bạn đặc trưng của cái bệnh này là cái gì, bởi vì đây là lĩnh vực học đi vào cái lĩnh vực chuyên khoa da liễu nên phần lớn kiến thức cung cấp cho các bạn nó sẽ bị quên, quá chi tiết là sẽ quên. Vậy thì cái nào cộng đồng lại cho các bạn, cái nào cơ bản nhất gọi là cái đặc trưng. Nhưng khi mình hỏi đặc trưng là cái nào cả nhé, nhưng mà khi nó lên là người ta sẽ nhận diện được tính đúng đó là cái đặc điểm của đặc trưng của cái bệnh đó. Và về lâu dài các bạn cố gắng không được quên những cái đặc trưng này để khi chỉ cần nhắc tới viêm da cơ địa là các bạn sẽ hiểu rõ nó là những là cái bệnh của viêm da cơ địa nè. Mời bạn Hoàng Anh, Lê Nguyễn Hoàng Anh. Dạ cô, là đặc trưng của viêm da cơ địa, dạ cô nghe ạ? Có nghe tốt, bạn thử trả lời. Dạ cô, là đặc trưng của viêm da cơ địa là có đặc trưng theo độ tuổi của bệnh nhân ạ. Là tuổi cơ pháp của mình. Em mình đang hỏi câu hỏi đặc trưng là những cụm từ rất ngắn gọn, xúc tích chứ không phải là em đọc một đoạn liệt kê thì nó nói rồi. Ra trường mà em không nhớ được nhiều như vậy đâu. Ra trường mà em chỉ nhớ những cái chữ ngắn viêm da cơ địa đó. Gì nào? Dạ có là khô chắc vậy. Chưa bạn vẫn chưa hiểu bạn thì đặt cái cụm đặc trưng là gì đó. Lúc này có bằng đuôn nhóm tay cũng nhắn bằng đuôn, có con muốn trả lời không hay là mời bạn khác? Như chưa thấy bằng đúng tắt trên tay rồi. Là một câu hỏi mà chỉ cho hai bạn được trả lời thôi nha. Bởi vì nếu như một câu hỏi mà để cho quá nhiều bạn không trả lời thì nó sẽ mất nhiều thời gian quá nhé. Nên nếu như sau khi mình mời đến bạn thứ hai rồi thì cả. Dạ, cô là đặc trưng của một cái viêm da cơ địa là ngựa. Không bán và họ muốn được bị dịch.
và ngoài ra còn có khối gì. Mẹ bạn vẫn chưa hiểu rõ câu hỏi nữa. Mình nhá, cái cách trả lời của mẹ bạn là mẹ bạn chưa hiểu rõ câu hỏi của mình rồi. Mẹ bạn đang mô tả cái đặc trưng về tổn thương lâm sàng đó nhá. Đó là mọi đầu gọi qua là đặc điểm về lâm sàng, không gọi là đặc trưng. Thứ nhất này, bạn còn nói cái ngữ là đúng này, ngữ là một đặc trưng của viêm da cơ địa, bên đây là ngữ. Ngữ nó có thể nằm trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán hướng á, chưa? Nên là ngữ này là một này. Cái thứ hai này, bệnh mang tính, cái này được gọi là đặc trưng. Dù mình có phát cấp hay cả bệnh, có phát cấp này, có tổn thương giai đoạn cấp này, có phản bản cấp này, có tam mang tính này, giai đoạn mang tính này, tổn thương mang tính này, nhưng đặc trưng của mình vẫn phải là bệnh mang tính. Cái này là đặc trưng, không thôi bà các bạn sẽ thang nghĩ là bệnh có được cấp riêng, còn mang tính là thể riêng không. Dù họ được cấp chăng nữa thì bệnh này vẫn đặc trưng là bệnh mang tính. Đấy là đặc trưng. Cái đặc trưng thứ ba là gì nè? Là bệnh này sẽ là tái phát. Như vậy nó sẽ có những đợt bệnh nó tự động nó lên, có điều trị hoặc có thể không can thiệp điều trị, nó ổn, nó nói là tái phát được, mang tính tái phát của bệnh ấy. Nhưng đừng có tìm một phương cách nào điều trị một lần dứt điểm từng gốc hết. Dù có được cấp thì nó vẫn có nguy cơ tái phát và chuyển qua mang tính. Rồi cái đặc trưng tiếp theo nữa là gì? Các bạn đọc về cả bài mà các bạn phải rút ra được mấy cái câu này đó, nó mới là vấn đề. Không phải là các bạn đọc đặc điểm lắm sao đâu. Ngữ này, mang tính này, tái phát này. Chứ trong slide này mình có hơi đeo một vài cụm từ phổ biến thì mình nói về tần suất thì nó rất thường gặp rồi. Cầm theo các bệnh cơ địa khác, cái này là cũng có thể hoặc không, nhưng mà cái đặc trưng ba cái đặc trưng mang tính tái phát và một cái đặc điểm cuối cùng, đặc trưng cuối cùng là xuất hiện trên đối tượng da, da khô. Như vậy những người nào mà các bạn thấy da nó khô thì nguy cơ của viêm da cơ địa nó sẽ gia tăng nha. Rồi ôi các bạn hỏi nhiều quá ha, các bạn có được list câu hỏi á, mọi người đừng câu hỏi này sao trả lời cho hết. Trọng da chậm trong tiêu chuẩn của Bộ Gia liệu Hoa Kỳ 2003 là gì? Có nghĩa là câu hỏi ngoài cái câu hỏi của mình gửi này, nên vậy là chứng tỏ là bạn có xem kỹ và bạn có thắc mắc thêm này, nên là mình sẽ trả lời cho câu này nè. Tất cả những cái dấu hiệu á mà các bạn thấy nó mới lạ, nên mà trong sách nó không có diện Google, và xem phần Google hình ảnh á nha, thì các bạn sẽ rất dễ hình dung về phần gia liệu này có cái hình ảnh nha. Tức là gì? Da bình thường cái gì nha, các bạn lấy tay và các bạn cao xong thấy cái chi hết á. Nhưng mà khoảng độ 5 phút sau thì cái đường cao của các bạn sẽ thấy chứ, cái đường một trắng ngay cái đường cao của các bạn luôn, hẳn phải có ngay tức thì, mà một lúc sau nó mới có, thì được gọi là phản ứng ở trên da. Mà có nhiều cái dấu hiệu khác nữa, ví dụ như dấu điên với mọc gắn này, dấu dây đường chỉ lòng bàn tay chân này, những cái dấu đó ở mình không khó ở đây. Nên là chứ các bạn cứ mở Google ra, gõ đúng cái từ khóa đó, chụp cái hình, các bạn sẽ thấy ra được cái đặc trưng đó liền. Và sau này khi các bạn gặp lại trên lâm sàng thì các bạn sẽ giúp các bạn có cái ấn tượng hình ảnh là sẽ nhớ lâu hơn, nên phần đó mình sẽ không nhắc lại ở đây nữa nhé. Cả cái dấu hiệu mình gợi ý ra cho các bạn để mà chỉ giúp phân biệt khái niệm viêm da cơ địa CHAM ESMA. Ủa mình nghĩ câu này mình không nên trả lời nữa, bởi vì câu này nó có sẵn ở trong chỗ cái trang đầu tiên của giáo trình á, bài viêm da rất là rõ. Mình chỉ nhắc lại để cho các bạn rõ cái sau này á, các bạn sẽ đi rất nhiều nơi và được nghe chừng á. Các bạn hiểu viêm da là gì, CHAM là gì, ESMA là gì, viêm da cơ địa là gì, để các bạn hiểu rõ là cái chẩn đoán này đang hướng tới cái gì, thì nếu không các bạn sẽ bị nhầm lẫn. Câu này dễ, có sẵn trong giáo trình rồi, mình khỏi phải trả lời lại nhé. Cái câu các thể khu trú của viêm da cơ địa này, các bạn đã trả lời được câu này không nè? Cái này trong giáo trình không có, bởi vì viêm da cơ địa thì nó sẽ có cái phân bổ vị trí, nó có sự khác biệt theo tuổi, biệt là thể khu trú nó theo tuổi nào hết á. Vậy thì các cái thể khu trú của viêm da cơ địa là gì nào? Ai trả lời nè? Mời bằng Thành, chúng tận Thành. Dạ thưa cô, là các thể bệnh khu trú của viêm da cơ địa là chàm vú, chàm môi, chàm bàn tay, chàm mi mắt, chàm tổ đĩa, chàm sản ngứa, chàm sinh dục, với lại các biến thể viêm da của lichenoid. Em đọc được cái từ cuối cùng đúng không? Đọc đi, chị nhớ phải đọc đúng mới khảo mới nghe được chứ. Lichenoid. Lichen, các bạn lichen này, lichenoid. Rồi, cái chàm sinh dục là chàm gì vậy em? Dạ em mới tìm hiểu tên nó chưa, tìm hiểu sâu rồi các bạn. Mà Google được chứng đỏ rồi hả? Đọc lại nè, đọc lại để cho mấy bạn khác biết này, những bạn chưa tìm hiểu thì ngồi việc này có thử đủ không nè. Kể nè, kể lại nè. Chàm vú, chàm môi, bàn tay, chàm mi mắt, chàm tổ đĩa, chàm sinh dục, chàm sinh dục mà trả lời được là chung rồi đó. Biến thể của sẵn lichenoid. Biến thể của sẵn lichenoid. Rồi, hết chưa? Rồi, để cho bạn một điểm tốt rồi nè. Rồi, mình lại phân tích thêm vì cái chàm sinh dục là nghe cái câu rất là chung.
trong trong sinh dục á thì có hai giới lắm á, nam và nữ. Thì nam là bị ở vị trí nào, các bạn có thể nhá, cái biển các cái biển thể, các cái thể hút chăm môi này nha, chăm mí mắt này nha, bạn thiếu chăm tai, chăm tai này. Nếu các bạn chứng kiến nhìn đến cái mặt các bạn cứ kể môi này hút trụ này nha, chăm mí mắt này, chăm tai này, chăm vũ này này nha, nó chăm bàn tay này, ôi chăm bàn tay là kỳ thường gặp này. Thì tiếp theo là chăm sinh dục, thì chăm sinh dục á thì nó sẽ phân ra hai giới nam và nữ. Nếu nam á thì sẽ gọi chăm điều điều, nữ á thì gọi là chăm ấm nha. Đó là những cái thể mà sau này khi các bạn nghe những cái chẩn đoán này thì các bạn hiểu rằng đó vẫn là những chẩn đoán của biến giá cơ địa, nhưng mà ở các thể khu trụ chưa. Thế còn mà cái dạng mà biến thể của lichenoid á, cái này các bạn nghe nghe xong rồi mình không biết các bạn lại nên cái thực sự là mình hỏi để cho điểm thôi, cho điểm cộng mấy bạn thôi, cho mấy cái này các bạn Google nó ra. Nếu chứ các bạn sẽ muốn biết nè, như là chăm môi là như thế nào, chăm tai là như thế nào, Google đi, không khó lắm đâu. Và nhớ khi các bạn tham khảo Google trên tỉnh thống thứ hai, các bạn đều có ngoại ngữ hết á, vào những cái trang tiếng Anh á thì nó chuẩn hơn đó. Và các bạn dịch từ đó luôn, chứ đừng có vào những cái trang mà mang tính chất quảng cáo bán thuốc với chứ lừa đảo thì thôi nha. Nó những cái thông tin như vậy thì nó là không chính, không chính thống đó. Trình tự diễn tiến của một đợt viêm da cấp tính, câu này sao phải hỏi nha, câu này mình chỉ chỗ cho mình hai mà các bạn đọc đi. Trang đầu tiên của viêm da cái bài các bạn dự sắp ra nhập trên đó đi. Cái bài viêm da có một cái trang rơi đầu tiên là trang viêm da, rồi trang sau nữa là trang viêm da cơ địa, đúng không? Và mối bệnh học rồi một đợt viêm da nó diễn tiến như thế nào đó, trong là có hai trang đấy. Đầu tiên là không bán tới mùa nữa, xong rồi vợ mùa nữa tới giai đoạn xuất tiết chạy nữa, rồi là khô rồi mới đâu nọ chứ chắc vậy da, rồi mà hàng tỉnh thì nó dây da đó, mà nó tính từ của đoàn cấp tỉnh thì nó chảy nước, xong rồi chứ nó khô về nước rồi lại và nó bắt đầu dần dần chuyển qua giai đoạn bản cấp là khô hơn, ít dịch hơn, rồi bắt đầu nó chắc chắc vậy có sẵn rồi đọc. Nhưng nhiều lúc bạn không có tiền thì chỗ mà đọc, không chỉ cho chỗ mà đọc đó. Cái chỗ này là mình cũng gì ạ, chỗ này mình cần phân tích này. Các bạn nào trả lời, các bạn nào cũng thắc mắc về câu này nè, những câu mà không có trong nhật trình á là những câu mà mình cần các bạn phải có sự tư duy tới, sau này các bạn sẽ đừng phải những trường hợp như thế này trên năm sáng. Bạn nào có cần thắc mắc về tròn chậm nào nhưng mà bởi vì nếu như mình hỏi cả xét nghiệm trong viêm da cơ địa, các bạn sẽ trả lời dễ, nhưng mà các bạn trả lời dễ nhưng mà lại trả lời sai. Do đó mình hỏi câu đó, mình hỏi là chính giá trị của viêm da cơ địa ghi này, xét nghiệm mà núi cẩy xóa tưới hoặc là núi xóa nhuộm gram hoặc núi cẩy vi khuẩn, ố xét nghiệm đó có phải là xét nghiệm cho chẩn đoán viêm da cơ địa không? Xét nghiệm đó không phải xét nghiệm chẩn đoán cái viêm da cơ địa chứ, đó là trường hợp chẩn đoán viêm da cơ địa mà có bội nhiễm vi khuẩn, và xem thử cái trường hợp viêm da cơ địa này có bội nhiễm vi khuẩn hay là không thôi nha. Rồi nào sẽ bên khác nữa, phải viêm da cơ địa không đó, hay nhiệt quản nó tăng, máy đáy nó tăng, đúng không? Rồi mối bệnh học, mối bệnh học thì cắt ra thì các bạn sẽ thấy nó có cái đặc trưng của chứ cái viêm da không phải viêm da cơ địa nha. Nhiều cái viêm da nó cắt ra mối bệnh học gần như nhau luôn, nhưng vậy chứ các bạn sẽ thấy cả cái xét nghiệm mà được chẩn đoán viêm da cơ địa. Nên nếu như mình đặt các bạn có cái câu hỏi là chỉ kể tên cả xét nghiệm chẩn đoán viêm da cơ địa là các bạn kể sai này, các bạn sẽ lấy trong sách ra là các bạn sẽ kể sai. Nếu đó mình hỏi cái câu hỏi là giá trị của xét nghiệm chẩn đoán trong viêm da nữa, cứ ngỡ mãi mà hoài gãi mãi cái hoa đi đâu cũng không điều trị được kiếp điểm bệnh, thì bệnh nhân sẽ có khuyến hướng vào bệnh viện muốn xét nghiệm tâm lý chung của bệnh nhân, muốn xét nghiệm. Trong nữa các bạn sẽ có những mắc cái bệnh này lắm, thì đây là một trong những cái chẩn đoán thường gặp nhất của da liễu, nhiều lắm, còn nhiều hơn cả bệnh trần cả đi khám nữa nhé. Bệnh nhân thường đi khám cáo và viêm dịch để chẩn đoán. Đây theo bạn cái xét nghiệm nào có thể giúp chẩn đoán viêm da cơ địa? Xét nghiệm nào khó vậy không? Đây cái xét nghiệm nào là có hỗ trợ trong việc chẩn đoán viêm da cơ địa nào? Câu hỏi có vẻ dễ hơn chút này, hỗ trợ thôi. Minh Bằng Thảo, Nguyễn Mai Thanh Thảo. Dạ. Dạ em thưa cô là xét nghiệm mà giúp hỗ trợ chẩn đoán viêm da cơ địa thì là xét nghiệm test lấy da, định lượng IG toàn phần hoặc là tìm dị ứng nguyên huyết thanh. Bạn Google được tiếng đó à? Dạ. Thầy mới nghe cái tiếng chích chuột đó. Dạ. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Thảo. Quá rồi, chích tao bạn thấy trong cái cơ chế bình sinh của bệnh á, nó có cái gì trống thầy, đột biến cái gì đó. Thôi được rồi, câu này mình trả lời cho, bởi vì câu này là thực sự là khó cái bài dịp đó. Nghiệm hoặc bản thân người nhà hoặc các bạn muốn làm xét nghiệm để chẩn đoán cái bệnh này nhá. À, thì đừng làm vô ích nha. Thì các bạn sẽ thấy này, trong cả cái tiêu chuẩn chẩn đoán của bệnh này có nhiều tiêu chuẩn lắm, mình có gợi ý cho các bạn tìm kiếm đó. Dạ, trong sách hơn. Thì đối với cả cái tiêu chuẩn này, chẩn đoán của viêm da cơ địa là chẩn đoán lâm sàng. Các bạn xem lại đi, có phải không? Chẩn đoán của nó là chẩn đoán lâm sàng. Nó không bắt buộc các bạn phải có xét nghiệm mới chẩn đoán. Bởi vì này, nếu như mình vẫn có yếu tố từ bên trong
được chưa? Thì chế cái yếu tố bên trong của nó của protease và chất ức chế điều hòa của protease. Cái này các bạn sẽ nhìn thương quý đâu ra? Không ra, đúng không? Còn cái thậm chí cái mô bệnh học của các bạn thì nó chỉ phát hiện ngắn mức độ tế bào, chứ cái chất dán bao của nó, một cái chất protein của nó với chiều các bạn cũng không thể phát hiện được bằng mô bệnh học, đúng không? Do đó là chỉ các bạn sẽ thấy được trong mô bệnh học có một cái hiện tượng viêm, có hiện tượng sốt bào thâm nhập bệnh viêm da cơ địa, nên đó là lý do mà người ta không bắt buộc các bạn phải làm xét nghiệm để chẩn đoán. Chính vì vậy nha, thì cả cái xét nghiệm mà các bạn thảo có kể đến đó là những xét nghiệm hỗ trợ. Biết sao cái dung từ hỗ trợ này, như chỉ cả bạn việc tìm gì nguyên trên một bệnh nhân dễ lắm, các bạn học cứ dễ được. Biết chứ, cái chất này là dị ứng của người này thì chắc gì nó đã là chất dị ứng của người khác. Không có một cái test xét nghiệm nào nó thử hết tất tần tật mọi chất dị ứng hoặc là mọi chất mà một cá thể nó tiếp xúc ở trong môi trường được hết. Lời test dị ứng nguyên ấy, test dị ứng nguyên là tính chúng đó, có nhiều cách để làm test dị ứng nguyên, trong đó có hai cách, một là trực tiếp và các bạn làm test lấy da nha. Và cách thứ hai là giảm tiếp là các bạn làm chiếc phát hiện cái chứ cái dịch thanh nha. Nó đổi thì chứ nó nếu như có một trường hợp thử làm rồi, làm xong thì âm tính hết sao? Là các bạn kết luận ông bệnh nhân đang dị ứng cái gì hết à? Sai. Chúng ta chỉ kết luận được rằng bệnh nhân không dị ứng những chất có thử trong test này thôi, chấm hết. Các bạn hiểu không? Cái giá trị của các xét nghiệm chỉ ngán được trên đó thôi, chứ người ta đâu có thử hết được mọi thứ đó nhá. Nó vô tình là dị ứng cái thứ khác thôi đấy, nên phải phân tích để mà hiểu được. Nên cái biện pháp dự phòng ở đây là chúng ta sẽ dự phòng trực tiếp ngay hàng rau da, chứ không thể nào loại bỏ được 100% những thứ một cá thể nó tồn tại trong môi trường mà phải tiếp xúc được đâu. Đó thì IgE là thông qua cái phản ứng được thánh đó, IgE đặc hiệu đó. Còn IgE không đặc hiệu nữa thì cái càng dễ nhầm lẫn, nó chỉ một tiêu chuẩn rất nhỏ, 500 tiêu chuẩn phù chứ nó cũng không 500 tiêu chuẩn chính. Nên quay trở lại để các bạn hiểu được cái giá trị xét nghiệm trong bệnh viêm da cơ địa nó rất hạn chế trong phân vùng, và cái gốc rễ vấn đề có yếu tố di truyền do gen không thay đổi được, nên học là học lâm sàng, chẩn đoán là chẩn đoán lâm sàng nhé. Coi con hỏi nhiều quá kiểu câu hỏi mọi tay à, câu này hay này, để mình hỏi câu là thuốc nào sẽ là thuốc điều trị chính trong cái viêm da cơ địa nào? Câu này chưa có trong bài. Thuốc nào là thuốc điều trị chính? Mà cũng là dễ om à, trong bài nó bị sẵn rồi mình hỏi lại cho mà. Thuốc nào là thuốc điều trị chính? Bằng án. Em thưa cô thì theo cơ chế biến sinh thì em nghĩ là nhờ thuốc nhờ giữ ẩm da và thuốc nhờ ức chế miễn dịch là điều trị chính trong điều trị viêm da cơ địa. Được, cảm ơn bằng án. Thuốc điều trị chính trong viêm da cơ địa sẽ là corticoid. Trả lời đây cái nhận ngon này. Vì chứ nếu như một mình ức chế miễn dịch mạnh tay quá, đúng không? Bên tại chỗ người ta sẽ ưu tiên dùng thuốc tại chỗ, dùng từ nghe từ thuốc ức chế miễn dịch một cái thôi chứ nó sẽ đi nhé, thành phần lớn là thuốc hệ thống mà trong chất là kháng viêm thôi, chứ không dùng tới mức độ ức chế miễn dịch đâu. Thì nếu như dùng tới lưu thuốc á, rồi thứ hai nữa dưỡng ẩm thì không được gọi là thuốc, mà dùng từ thuốc không phải là dưỡng ẩm thì không được gọi là thuốc nhé. Cái đó chỉ là cái sản phẩm hỗ trợ cần thiết cho bệnh đơn này. Còn những cái mà dưỡng ẩm thì cả bạn có thể tự mua một cách thoải mái, bệnh nhân cũng sẽ tự mua một cách thoải mái, không nằm trong danh mục gọi là thuốc đâu nha. Và cái việc sử dụng nó là cái tự do hơn. Nên vì Việt Nam mình á, cả nào cũng tự do hết, nên các bạn phân biệt nhiều là được thuốc cái đơn mà chứ thuốc không cái đơn, thuốc không cái đơn vẫn là thuốc, nhưng mà cái việc chứ nó muốn nó còn dễ dàng hơn con chứ dưỡng ẩm nó càng không nằm trong cái thứ gọi là thuốc nhé. Như vậy thì còn thứ vị sẽ là cái thuốc chính điều trị định trong điều này mà ta tái phát, thì cái tần suất mà phải sử dụng đi sử dụng lại còn thứ vị nó sẽ thường xuyên nhé. Như vậy thì chứ sẽ có một vài vị trí nó sẽ dễ dàng xuất hiện tác dụng phụ, ví dụ như vùng da mỏng ngậm thuốc mà nhiều tác dụng phụ nó lên nhanh, hoặc là da trẻ em chẳng hạn muốn hạn chế cái tần suất sử dụng con thuốc vị trên những cái bệnh nhân mà có nhu cầu phải sử dụng màng tính lâu dài, vậy thì mình phải biết những lựa chọn thay thế. Lựa chọn thay thế đấy là cái đó là lý do mà mình đặt câu hỏi ngay cho các bạn. Sách nó cũng có ghi lựa chọn thay thế là thuốc gì nó trống á, mình chỉ chỗ cho các bạn đọc thôi nhé, đúng không? Bởi vì thuốc này nó ra đời không mới, nó ra đời đã lâu rồi, chỉ là chỉ các bạn không học, các bạn không biết đến lựa chọn thay thế này mà thôi. Nó cái tính chất của nó kháng viêm ngang hàng với corticoid á, tuy nhiên là chứ nó khó dùng nào với corticoid. Thương đối với corticoid cái việc có thuốc cực kỳ dễ, cái thuốc thay thế này á thì nó là có hiện tượng đó. Các bạn cả lớp mà ai đọc tìm thấy được cái tên thuốc đó rồi thì gõ vào trong chỗ cái mục giải không xem nào, gõ không xem nào, bạn thấy được thuốc trong sách đó rồi các bạn thấy được thuốc thì gõ bạn xem nào. Rồi các bạn gõ được đúng rồi đây. Thì mình hỏi thử các bạn cái tên thuốc tacrolimus này là thuộc nhóm thuộc nào nè. Có nhé, khi nào mình nói các bạn gọi thì các bạn gọi đừng có giống tay. Bởi vì có những câu hỏi mình cần biết về số đông. À, các bạn biết ức chế cancinorin này. Ức chế cancinorin, các bạn biết sai là mình đọc cũng trèo lưỡi theo. Rồi, ok. Nếu như bạn nào muốn nắm rõ hơn thôi, Google được hết. Chưa, để các bạn biết đây là lựa chọn thay thế. Vậy những trường hợp nào có cái câu hỏi tiếp không? Những trường hợp nào các bạn câu hỏi như thế này. Thuốc nào được dùng thay thế corticoid thoa khi corticoid thoa chống chỉ định, và lưu ý khi sử dụng loại này là gì?
thì mình có thể đảo cái câu hỏi này bằng cách khác này, để các bạn hiểu được vì sao mà có cái câu hỏi này. Này, vậy thì khi trường hợp nào thì chúng ta nên đổi cái hoạt chất sử dụng mà không lựa chọn corticoid? Khi corticoid nó chống chỉ định, những trường hợp nào corticoid, khi bệnh nhân sử dụng corticoid mà đã nảy sinh tác dụng phụ của corticoid quá nhiều, nên nhớ corticoid tránh thoái nhé, thì lúc này thì nhá, chúng ta sẽ có khuyến cáo đổi. Vậy khi nào xuất hiện tác dụng phụ của corticoid, những dấu hiệu nào? Cái câu hỏi đó tiếp tục nhá, thì là có thêm pimecrolimus nữa, nhưng mà pimec trên thị trường chúng ta rất là khó, không thể nhập về, chỉ có tacrolimus là chủ yếu thôi. Nhưng các bạn nên sau này đừng có ngạc nhiên khi được bác sĩ kê những cái hoạt chất như này mà thấy ngã lập nhé. Rồi mình hỏi xem tacrolimus khi dùng có những lưu ý gì, nếu không thì các bạn kê vào các bạn không bị cách chung á, là khó dùng lắm bằng chúng tận thành. Dạ, thưa cô, là dùng tacrolimus sẽ có những tác dụng, đó là không được khuyến cáo dùng trên những vùng da bị bội nhiễm. Thứ hai là cao nhất đối với những đối tượng như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Thứ ba là không được sử dụng thuốc bôi đối với những trường hợp mà bị hư tổn cái hàng rào bảo vệ, như là vải nến chắp vải, thuốc lan tanh độ nhạy cảm với ánh sáng, nên là hạn chế việc tiếp xúc với ánh sáng. Cảm ơn bằng thân, có nhiều sáng. Cảm ơn bằng thân. Bằng đọc khoảng cái đường vô trách những chỗ nào mà không chỉnh xác bằng cái đường đâu, con đụng đường tỷ bằng sáng lật hưởng rồi. Rồi, cái lưu ý thứ nhất là cái chỉ định, đúng không? Thì các bạn sẽ học bệnh nào được sử dụng, thì mình nói luôn bệnh này các bạn sẽ được sử dụng thẻ, nghe thẻ một lần nữa ở trong chỗ chứ. Bệnh nến thì phần lớn những bệnh mà có hiện tượng viêm, rồi viêm da kịch bản, nó có viêm da thì các bạn sẽ thấy có được chỉ định thuốc này, thậm chí là trong bệnh bạch biến các bạn cũng thấy có được sử dụng thuốc này luôn. Nó như vậy thì lúc nãy các bạn có nói là những bệnh nhân có hai cái đặc trưng của bệnh bệnh nến mà nhá. Như vậy thì chỉ cái đó bằng đọc con đúng đúng trăm lần sáu bằng đầu đang lịch thưởng quá, và mình thôi stop luôn để mình giải thích cho nhanh. Như vậy thì chỉ định của nó là nó có cái chức năng kháng viêm. Như vậy phần lớn những cái trường hợp nào mà các bạn thấy có được chỉ định có thuốc điều trị đó, các bạn có thể cân nhắc chuyển qua tacrolimus. Thì cái lưu ý của nó là về độ tuổi sử dụng, các bạn nói là gì, cần cân nhắc sử dụng ở phụ nữ trẻ nhỏ hơn phụ nữ mang thai. Thế cân nhắc là cân nhắc thế nào chứ, cái nào chỉ được dưới 2 tuổi là chưa được phép sử dụng hóa chất này, từ 2 tuổi trở lên thì được phép sử dụng. Nó chia ra 2 nồng độ 0.03 và 0.1. Như vậy trẻ nhỏ nhưng mà cũng phải trên 2 tuổi nhá, thì dùng nồng độ 0.03 và người lớn thì nồng độ 0.1%. Rồi đó, còn đối tượng cái lưu ý tiếp theo nữa thì nó không ế như việc thoa một cái sản phẩm chữa corticoid. Thoát cái tưởng về dị ứng là hai cái khái niệm trong da liệu, nó phải tách biệt hoàn toàn. Nên cả bạn ngoài chuyến không học sâu trong lĩnh vực da liệu nó sẽ rất nhầm nhận hai cái thứ phần này. Nhưng bệnh nhân của mình vậy, thoa một cái sản phẩm đi vào trên da nó thể nó đỏ, nó rạc lên một cái là có những bệnh dị ứng. Thì đối với tại tacrolimus này, nó sẽ xuất hiện hiện tượng tích ứng rất là dễ, thoa vào là bệnh nhân nó nóng, nó rạc, nó đỏ lên. Do đó khi sử dụng phải để cho bệnh nhân thoa lượng ít tăng dần, và kích ứng thì nó có thể gặp ở trên mọi người chứ không phải nhưng là thoa một lượng ít mỏng và tăng dần cái đường thoa lên, thì cái độ dung nạp nó sẽ tăng dần lên nha. Nên đó là những cái lưu ý khi sử dụng tacrolimus. Nếu nó không êm như cái có thứ vị, có thứ vị nó cực kỳ dễ thoa, thoa vào là êm liền lắm. Rồi các bạn con có 3 phút ấy, để có thử con câu nào đây thì các bạn thấy con câu nào mà các bạn cần giải đáp nhất, các bạn gọi mình xem lại cho chiều trong này để quay con như câu đấy này. Trình bày đặc điểm của tương thể viêm da cơ địa theo tuổi, vị trí này, giai đoạn mình là tuổi tương da. Trời ơi, câu hỏi mà còn có người ý nữa. Tại vì câu hỏi này để người ý cho các bạn là các bạn sẽ trình bày theo. Nên thì độ tuổi nào này, vị trí tổn thương nào này, giai đoạn bệnh là gì này, tổn thương da nó như thế nào. Ô, người ý chi tiết như vậy rồi còn đem ra đây để hỏi nữa. Sắp là có mà. Nhá. Đấy là mình, đấy là câu hỏi mà là hướng dẫn cho các bạn để cách các bạn kiểm thông tin và học cái bài nó hiệu tốt hơn, chứng đánh đố. Nên là hướng dẫn rất chi tiết, các bạn trả lời câu đó các bạn sẽ phải đi trả lời từng ý một như thế này thì nó sẽ đầy đủ hệ thông tin. Và các viêm da cơ địa này chia ra mấy thể đó, thể trẻ nhũ nhí, thể trẻ lớn, thể người lớn. Rồi các bạn kể ra rồi bằng nhân tuổi này, tuổi này của ba thể này, vị trí này, cái này nó khác biệt gì nhá. Rồi giai đoạn bệnh này, tổn thương da ở trong những thể đặc trưng là cái gì đó, thì các bạn kể ra như vậy là các bạn sẽ dễ học hơn khi các bạn đọc những cái đoạn liên tục nhau viết theo kiểu sách. Đó là mình gợi ý cho các bạn để học nhé. Mình xem các bạn còn thắc mắc gì nữa, muốn trả đáp nữa không ạ? Nếu như trẻ nhỏ hơn 2 tuổi không sử dụng được corticoid và tacrolimus thì sử dụng thuốc thay thị đình sử dụng corticoid. Bởi vì dưới 2 tuổi thì cái tần suất sử dụng corticoid nó chưa đến mức độ nhiều để mà sinh tác dụng phụ đâu, mới có 2. Thì corticoid ở đây thì các bạn sẽ có một cái bài rất là hay là bài chứ. Thuộc bôi và cách sử dụng, trong đó nó sẽ có một cái chướng rất lớn ở trong đó là nó viết về cách sử dụng của corticoid đường bôi nha. Thì có đường hệ thống và nó có hoạt chất dùng đường bôi. Cái hoạt chất dùng đường bôi của nó là cả một cái bảng rất rộng, rất nhiều hoạt chất trong đó, và nó phân theo độ mạnh nha. Thì nó phân theo độ mạnh á, thì các bạn phải biết hoạt chất nào là nó nằm ở độ mạnh và yếu như thế nào, để khi với cái vị trí tổn thương nên nó có những cái khuyến cáo
rất cơ bản trong việc lựa chọn corticoid cho môi. Và nếu như là trẻ em thì nó sẽ ưu tiên cái corticoid với cái độ mạnh là thấp nhất nha. Nên nghĩ cho các bạn đừng gọi có chúng corticoid là chứ là biệt ngang corticoid thôi nha, bởi vì nó sẽ kiểm soát của corticoid này. Nên đây là cách điều trị cũ nha, cách điều trị mới các bạn thấy có khác nhau. Vậy thì bệnh nhân mình đó thích được cách điều trị cũ đó, tức là khi nào nó lên được cấp là đi điều trị, để xuống xong cái ngừng đều lên được cấp là điều trị, mà điều trị từng đợt gọi là điều trị từng đợt cấp. Còn cách điều trị mới á, gọi được cấp thuốc nó vẫn còn đấy, đây là corticosteroid để tôi sẽ này, topical corticosteroid này nha nha, với cái đồ mạnh phù hợp và dùng hàng ngày này nó vẫn còn điều trị này, mặc dù là bệnh đã đi xuống này, thấy chưa, xong khi nó ổn định hoàn toàn thì vẫn có tiếp tục điều trị. Yeah. Nếu như bệnh có khuynh hướng tái phát thì cái này cái định tái phát này nó ít hơn cái định tái phát ở đấy, yeah. Và chứ những cái khoảng ổn định nó sẽ xá dần ra, cái định tái phát nó sẽ thấp dần hoặc đủ bệnh nó có khuynh hướng đi giảm xuống. Còn nếu không sự điều trị theo từng được cấp, các bạn thấy nó sẽ có khuynh hướng của bệnh nhân của mình đó. Chỉ khi nào có được cấp mới hiểu rằng là bệnh nhân đang có bệnh, mà không biết rằng cỡ du hết bệnh cái gốc, cái hàng rào kiện quyết và cái rối loạn chức năng điều hòa của miễn dịch, nó vẫn là chỉ cái yếu tố ấm ỉ khó sản nhớ nhé. Ở đây các bạn thấy người ta giúp nó này, có tí ít với cái đồ màn chính xác phù hợp. Nên nếu như với trẻ em dưới 2 tuổi mà các bạn không biết được có tí ít nào là mạnh, có tí ít nào là nhẹ, các bạn không được trị bệnh. Mà có tí ít và nhẹ nhất có cái tên gọi là gì nè, hỗ trợ thuốc thoa và cách sử dụng đó. Nhưng sau này ba em muốn xếp lại cho cả một khác dài, nên mình thử mở lại cái bảng đó để cho các bạn xem một chút xíu. Đây cái ba đó mà mình dạy lý thuyết mà mình dạy cũng phải mất đến tầm cái ba thuộc qua cách sử dụng bài mà mình soạn cực kỳ kỹ. Mấy ba này là cả năm trước là có hết rồi, học nhiều rồi, nên là các bạn cứ tìm rồi sẽ có. Này, mình thì thường dạy là mình không có dấu bài, nhưng mà đương nhiên năm nay ba mình không có dạy nữa nên mình không cung cấp cho các bạn đâu. Nếu còn mà cả năm trước mình dạy là ba này có hết trước, các bạn cứ tìm đó, xin mình trước có còn đấy. Rồi nè, mình đang chia sẻ rồi, các bạn có thể được chưa nè, các bạn thấy được chưa? Dạ rồi ạ. Ok, rồi này, đây là cái ren của cái đồ mặn của con cái quỷ dùng ở đường tại chỗ này nè, tức là bảy nhóm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha. Đây là chi mà nhất, đây là yếu nhất và là đồ mặn này một hoạt chất nhé. Nhưng mà nồng độ khác nhau thì đồ mạnh của nó cũng khác nhau. Nồng độ càng cao thì đồ mạnh nó sẽ tăng lên. Rồi cùng một hoạt chất nhé, mà cái dạng bao trì của nó khác nhau thì đồ mạnh nó cũng sẽ khác nhau. Thế các bạn có thể hiểu như nó cũng là hoạt chất này, nhưng mà nó ở cái dạng bao trì, dạng mỡ. Đó là lý do nếu như các bạn thực sự muốn kế cho nó chính xác, các bạn phải nắm tất tần tật mọi thứ. Rồi mình cho bạn xem này cái khuyến cáo để sử dụng cọc cái quỷ tương tại chỗ này. Ui, các bạn phải phối hợp hết tất tần tật một cái bảng này, các bạn được không? Người chọn có tuy có yếu hơn mức cần thiết cho bệnh, diện tích tổn thương rộng thì ưu tiên đủ mạnh từ thấp đến trung bình, bình đẳng cũng tốt. Loại chọn có tuy có cái nhẹ và ngược lại. Mặc vào vùng kẽ thì chọn có tuy không chữa phốt halogen thì cái này là teo da. Những bệnh dây sơ sinh và trẻ nhỏ tránh có tuy là mạnh, hoặc nhóm trung bình là cũng hạn chế, có chữa gốc halogen càng hạn chế bị teo da. Vì diện tích da trẻ em lớn hơn BMI và hấp thụ qua da nhiều. Vậy bệnh nào có gì hiệu quả trên đạt ứng trên trung bình đạt bị bạn nên chịu là bởi vì lạc nữa, các bạn có học bài vẽ nền với mình thì các bạn thấy cái hang đầu tiên này, mình nói cho luôn là lạc nữa khỏi phải chịu lại cho mất công. Psoriasis là vậy này, psoriasis cũng vậy này, psoriasis cũng vậy này, nền là gì á, đây là cọc tích tụ muối, là chỉ định chỉnh của vậy nền này. Thì các bạn thấy này, nếu như mà cọc tích tụ là đáp ứng tốt với cọc tích tụ á, vậy nền đáp ứng tốt cọc tích tụ thì cái đáp ứng tốt nhất sẽ là ứng tốt, càng tốt thì được cọc tích tụ càng nhẹ. Vậy nền thông thường này thì chọn cọc tích tụ loại đáp ứng bình thường, làm tròn mức độ trung bình. Nhưng mà cái đáp ứng thấp nhất đó là bệnh nền mà lòng bàn tay chân da nhất rất là dày sừng, chưa? Cái câu này cho hiểu này. Những bệnh mà đáp ứng tốt là còn cái gì thì nên chọn là nhẹ thôi. Cái đáp ứng tốt thì cần thiết phải chọn là mạnh, nhé. Bạn được làm. Nên là các bạn việc sử dụng con thứ gì đối trợ đối tượng trẻ em cũng vậy, tốt nhất nên cho chuyên khoa. Bởi vì nếu như ở trẻ dưới 2 tuổi thì vị trí sử dụng con thứ gì sẽ là ở đâu à? Các trẻ dưới 2 tuổi mắc viêm da cơ địa thì tổn thương nó nằm ở đâu? Đúng rồi, ai mà trên mặt á, đúng không? Và vùng lồi ở mặt, đâu đâu đây dùng cái từ vị trí giải phẫu suy luận này, vùng lồi ở mặt, hai cái mảng luôn này, nha. Bác có cái mũi lồi này, cái cảm lồi này, chỗ nó cầm lồi này, chỗ nó lồi là nó bị á, nhá. Cái rạn này nó là rất non rồi, dùng tên da mặt, mà trong da mặt chỗ nào mọc nhất, da mặt, nhá. Nếu như các bạn không chuyên về cái việc mà nặng vững cái đồ mạnh của con sẽ bị thoa giảm ơn, các bạn đừng đợi luôn cho lành, tôi có người ta, đúng không? Nên cái này, thì ở cái cân chuyên quá là vì do vì vậy ha.
cho dưới 2 tuổi thì phải nhắc bảo tàng về lớp thông tin cho các bạn lựa chọn thay thế. Nhưng mà chứ dưới 2 tuổi thì các bạn thấy trong cơ chế của viêm đa cơ địa, mình có thấy lúc này có một bạn đã có nói tới cái dưỡng ẩm á, thì cái dưỡng ẩm là cả rất thần kỳ, bởi vì đối với trẻ nhỏ nó mới xuất hiện thôi. Nên như vậy dưỡng ẩm thì nó sẽ theo cái theo cơ chế nó bị cả cái lỗ hở nó lại nhá, nên thì chứ nó sẽ hạn chế cái tình trạng nó chứ mất nước quá thường đi, cũng như là hạn chế sự xâm nhập của phía sau của cái tạp nhân dưỡng thích ứng, nên nó đã hạn chế. Và đối với trẻ dưới 2 tuổi dưỡng không dùng một mình dưỡng ẩm được cả, an toàn, bôi tần suất bao nhiêu cũng được, dây mỏng cũng không có sợ, chỉ có một bôi còn là có cái lượng thoa cách thoa đủ thứ các yếu tố nữa, nó khó hơn nhiều nhé. Nên nếu như các bạn chứ không phải là lĩnh vực chuyên của gia liệu cũng phải dưỡng ẩm để làm đẹp của chị em nữ nhé. Rồi các bạn nào còn hỏi gì nữa không, bởi vì là lỗ cái giờ nghỉ giải lao rồi nè, chúng ta phải qua bài tiếp theo rồi nè. Có hiểu không là chúng ta sẽ học xuyên đến tận 10 giờ đêm á, tức là ngang 5 giờ rưỡi cũng phải nghỉ, và hẹn gặp bà gặp bạn vào 8 giờ tối. Rồi để các bạn phân tích cho các bạn hiểu nhé. Viêm da cơ địa này mình có hướng dẫn các bạn là bài tổn thương cơ bản, mình còn nói vị trí giải phẫu nữa và vị trí suy lưng. Trong bài này nó có vị trí suy lưng đấy chứ, trẻ mà dưới 2 tuổi nó bị vùng lôi ở mặt, trẻ mà từ 2 tuổi nó sẽ đau chuyển cả vị trí chứ, nó nhịp gấp, cái nhịp gấp nó nằm ở đó đấy. Đấy khi các bạn thấy bệnh nhân có nhiều tổn thương xuất hiện ở nhiều vị trí á, các bạn sẽ tìm được cái đặc điểm chung và ra được cái đặc điểm gợi ý. Rồi mình kết thúc bài này, hết nghỉ giờ lao rồi đó, bắt tiếp với bài tiếp theo luôn. Rồi các bạn gọn mình tỉ nha, mình tắt ra để mình xóa hết mấy cái câu hỏi ở đây không thôi, và mình vô trong lại để mình tỉ. Quên nãy giờ chưa mở mic. Bây giờ cái hộp cha của mình đang trắng xóa, dành cho bài hôm tiếp theo đây là bài bệnh da nhiễm khuẩn. Mình để cho các bạn 2 phút gọi những cái phần thắc mắc của các bạn về bài bệnh da nhớ nhá. Nên mình đặt ra cái mình bị câu nào các bạn mới phát sinh thắc mắc trong quá trình học, chứ không phải là chỉ có gọi lại. Hai những câu hỏi mà các bạn gọi lại câu hỏi mà mình đã gửi, thì với điều kiện là các bạn đã tìm hiểu nhưng mà chưa tìm được cái gì, thì các bạn cứ gọi lên, chứ đừng có ngồi đọc bây giờ thấy nó là cũng không có trong lịch trình mình đang hỏi không thì không có thời gian để giải đáp cho kịp được hết. Bệnh da nhiễm khuẩn, rồi dành cho các bạn 2 phút nhé, mình đi uống nước nào.